mình đang ở chợ, đây là bắt đầu điểm xuất phát đi chợ nổi Cái Răng vào lúc 5 giờ rưỡi sáng. Nghe cái tiếng đò sập 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 quen thuộc ở đây, trời bắt đầu buồn sáng, đầu điểm xuất phát. Ở đằng xa kia là cầu Cần Thơ, đây là hai cái trụ của cầu Cần Thơ ở đây. Đầu sáng giờ, bây giờ là gần 6 giờ. Gì cơ? Gia nhiếp luôn. Đó hả?
Bình minh lên cái gì đó kìa. Cái tỏi hả? Hành hả? Hành. Có ghe nào bán mà nó đứng gần cho mình đi qua mình giả bộ đứng bán. Mình đang xuống qua cái ghe này. Có cô này ở Cần Thơ đầu tiên đi chợ nổi. Lần đầu tiên đi chợ nổi. Rồi, xoài mùa này là mùa vú sữa với xoài. Vú sữa tím quá ngon. Ký bao nhiêu? 25.000 một ký. 25.000 là khoảng chừng một đô. Đô la một ký vú sữa. Rồi hả? Bà chủ ơi, cho thêm miếng xoài coi. À, có bà chủ vừa xoài gì đây. Chủ bán là tiền quá vậy. Không có hàng gì đâu. Cho nhiều cho chủ ơi. Nhiều á. Rồi, chạy luôn đi, chạy thích ta mua. Đây là cái cà bọc ra, bọc nát. Cái tiệm này đúng không? Đây là khoảng cách mà mình chờ sáng tới giờ. Mặt trời ở Cần Thơ. Mình hy vọng là trong thời gian sắp tới sẽ có nhiều cái cảnh mặt trời mọc. Mặt trời mọc ở Cape Town, mặt trời mọc ở Dubai, mặt trời mọc ở Panama, mặt trời mọc ở Barcelona, mặt trời mọc ở nhiều nơi khác nhau. Ở Hà Nội, ở Sài Gòn, ở Cần Thơ, ở Đà Nẵng, ở Long Xuyên, ở Phú Quốc, Côn Đảo. Đây là mặt trời mọc ở Cần Thơ. Giờ nổi cái răng. Mình đi qua cầu Râu Râm để vô cái chỗ mà làm hủ tiếu. Để mình xem coi thử là người miền Tây làm hủ tiếu ra sao. Lò hủ tiếu Bột Lọc, vườn sinh thái. Sữa đậu nành. Tổ bếp. Chứ 10.000 bánh trong kia là bánh bò hả em hả? 10.000 nhân đậu. 1.000 đồng nha. 1.000 đồng hả chị? 10.000. Oh, 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 10.000. Ôi chà, một rừng sao bơ chê. Đờ. Hai cái thứ này là cách gặp nhất. Dầu gì ạ? Cái dầu mùa u này đó, để cách dụng nó là khi bị phỏng, tức là mình khi mình chiên dầu hay là làm gì đó, hay là phỏng vuông xe rồi đó, mình thoa lên nó là sẽ mát, thì nó sẽ phập phồng lên. Còn cái thứ hai là cái thứ mình bị đứt á, mà dao mình bị đứt thì mình thoa lên nó sẽ mau lành. Sao mau lành? Là mà dừa dừa anh? Không, cái dầu mùa u này nè. Dầu mùa u, tức là từ cái trái. Cái thứ ba là khi nước ăn chân rồi đó, khi mình làm nước ăn chân hoặc là đứt gốc chân mình thoa lên hết. Tinh dầu. Mà pizza hủ tiếu không ăn thử. Hủ tiếu là pizza Việt Nam. Try not to eat pizza. Pizza Việt Nam. Ở đây mình ăn hủ tiếu thì nước dùng nấu bằng nước dừa tươi nha bà con. Bằng nước dừa nấu bằng nước dừa tươi. Bằng nước dừa tươi không, ở đây là nó đặc sản. Cộng thêm là cái cộng hủ tiếu mình sản xuất tại chỗ ở đây luôn. Ờ vậy anh. Hay quá, cộng hủ tiếu làm ngay đây. Cái này cá khô. À, pizza hủ tiếu lý à, đó là cái thị đó, biết là ở người Trung, đó là cái gì mà mùi, để phải hửi cái mùi cái mới biết rồi cái này là cái gì, cái lý, à, mà làm hủ tiếu, à. Nhỏ. Mình làm hủ tiếu đây chứ hả? Dạ. Đó, tính em đồ ra lột đó. Dạ rồi. Phải cái bột gạo. Còn cái xong cái này thì... là cái này là để nấu. Chú mới cầm ra bỏ ra bên kia.
cái này để nấu lửa. Bỏ trấu vào trong cái lò. Lò nó nấu. Thì cái bánh là từ cái bánh nó mới cắt ra làm nhưng mà cái vậy thì nó cắt ra thành cộng một xíu rồi. Bây giờ coi tên cái nào chú cho con cuốn em. Cho cuốn thì nhưng mà phải hướng dẫn mới làm được. Lo chú làm đi rồi làm. Nó từ từ lăn ra. Phải có nè. Cháy xong đó thì cái này sẽ đem về làm phân bón. Nhưng mà tại sao mình không dùng củi chưa hả? Củi thì cái giá thành nó cao. Cộng thêm một cái là cháy chậm. Cháy chậm. Cái này cháy nhanh hơn. Cháy nhanh cần cho cái nồi nước sôi thật là sâu. Qua bên đây là Vịnh. Vịnh ở đâu? Vịnh ở kia vậy? Vịnh đây nè. Rồi, cắt phơi một hai cái rồi qua ăn. Hay quá. Quá nghề luôn. Quá nghề luôn. Cái này rất là khéo luôn, tại vì người ta chọn chỉ dạ. Khéo quá trời. Xong đó thì đem qua đây. Đây là cái đã cắt rồi. Cắt sao vậy hả? Tức là mình bỏ dầu. Dầu cho nó rơm. Đây. Mấy bọc. 2 kg, 2 kg mấy bọc. Một bọc. Bọc bao nhiêu? 2 kg bao nhiêu? Ký 25 ngàn. Cho cô với mấy chị cắt, chị cắt. Nè, cắt thử đây. Cắt ở đây có cái máy này là cắt hủ tiếu nha, máy làm hủ tiếu. Tại bây giờ bỏ vô đây. Bỏ vô. Dạ. Được anh, nó dậy luôn anh, nó dậy luôn á. Nó động chạy à. Hay quá. Cái nữa đi anh. Quá nghề luôn. Quá nghề luôn. Quá dễ quá nghề luôn. Có hệ thống đàng hoàng. Cô với đây cũng nghề luôn. Đúng rồi, cô cũng nghề mà chú cũng nghề. Quá dẻo luôn. Yeah. Đó gì đó cái nữa đây. Ok. Thanh Bình nghe tiếng gà gáy. Nghe tiếng gà gáy. Yeah. Bên vàng hoa giấy. Có mấy con gà. Ok. Không có gì sung sướng bằng cảnh quá thanh bình vườn đúng là cái vườn. Nếu mà buổi sáng dậy nghe tiếng gà tức là thấy đã mà. Anh chị mà có về Cần Thơ thì làm gì cũng phải ghé chỗ này. Hủ tiếu rất ngon. Rồi cảm ơn nha. Cảm ơn Oanh, Quý, Trâm. Cảm ơn rất nhiều.